Hỏi em xong trả lời. Vậy có lẽ chưa lấy đề, vậy xử lý thầy câu đầu tiên nó coi. Câu này cũng khá là dễ, thì chỉ thầy nè. là câu A Ừ, thì chị giúp thầy đi, chị giúp thầy đi. là trên 25 triệu người ở UK sử dụng Facebook, là đó là 45% cho dân số, và trung bình thì mỗi người là dành trên 6 giờ trên một tháng để ở Rồi được rồi đó, ok ha. Thì câu này là trên 25 triệu người ở Anh, ở UK là ở đâu, ở Anh không phải ở Úc đó nha, ở Anh sử dụng Facebook. Đây là phải dùng hiện tại đơn, nguyên cái này là chủ ngữ đó, được chưa? Trên 25 triệu người là chủ ngữ số nhiều, cho nên động từ phải nguyên mẫu hiện tại đơn. Đây là một cái sự thật, được chưa? Sử dụng Facebook đó là 45% của nước đó luôn, được chưa? Và đây, và trên trung bình, và trung bình là mỗi người người dùng, phải có user là người dùng, mỗi người dùng sử dụng, bởi đây chủ ngữ số ít cho nên động từ mét, mỗi người sử dụng như đấy, dành hơn 6 tiếng đồng hồ mỗi tháng để xài Facebook. Được chưa? Thầy có spend, spend danh từ của nó đó chính là chữ on. Được chưa? Hoặc là sau spend động từ thêm in, mà sau chữ spend mà sau đó là có một cái danh từ thì dùng chữ on. Được chưa mấy đứa? Đó, ok ha. Rồi thầy có on average, đó chính là trung bình. Được chưa? Và trung bình cái đây là một cái cụm, ở đây là một cái trạng ngữ nha các bạn, đây là một cái trạng ngữ. Được chưa? À, trung bình. Được chưa ha? Rồi thầy có on the contrary mang nghĩa là gì mấy đứa? On the contrary mang nghĩa là gì? On the contrary mang nghĩa là gì? ngược Đúng lại. rồi, ngược lại, được chưa? On the contrary mang nghĩa là ngược lại. Thôi thầy viết lại cho các bạn luôn, được chưa? On the contrary đó chính là ngược lại, được chưa? In exchange là gì? In exchange là gì? Trung bình nè, trung bình, được chưa? On the contrary đó chính là ngược lại. In exchange thì mấy đứa? Đổi lại, được chưa các bạn? Đó, đổi lại. Đổi lại. Được, đổi lại là như thế nào? Đổi lại qua lại đó mấy đứa. Được chưa? Đó, ok, đổi qua lại kiểu như là tôi sẽ cho bạn 10 triệu đổi lại, được chưa? Bạn cho tôi chiếc xe ô tô chẳng hạn vậy. Hiểu không bạn? Đó, ok, in exchange đổi lại. Được chưa? On the contrary đó chính là ngược. Được chưa? Ngược lại. Được chưa? Ngược lại. Ok ha, ngược lại. Được chưa? In reality là gì, là thực tế, được chưa? In reality là thực tế. Thực tế nó y chang như là gì? Actually. Được chưa? Thực tế. Hoặc là đồng nghĩa với actually. Được chưa bạn? Actually, thực tế. Ok ha. Rồi tiếp tục câu số 72. À, đang làm thầy tiếp theo câu 72 này em. Mặc dù đây không phải là cái con số được xem là cao nhất, Facebook có phải là một cái sự ám ảnh nguy hiểm hoặc là nó chỉ là một cái niềm vui mà vô hại thôi? Đấy là câu hỏi. 17 năm, À, coi lại. thành cái người mà 17 tuổi rồi là đã viết một cái blog về từ như này. Ờ, coi coi về về gì đây. Obsession thầy dịch là cái sự ám ảnh, thì nghe nó hơi bị rùng rợn trong trường hợp này. Thầy sẽ không dịch chữ obsession là ám ảnh, thầy sẽ dịch đó chính là gì, đó chính là cái sự nghiện, được chưa? Đó, ok ha. Thì đúng là nghĩa đen, nếu mà các bạn dịch từ điển thì là cái nghiện, sự nghiện là gì, cái gọi là cái sự ám ảnh, sự ám ảnh, được chưa? Sự ám ảnh, được chưa? Đó, sự ám ảnh. Nhưng mà sự ám ảnh này là thường nó sẽ đi theo với cái gì các bạn, đó chính là mình cuồng cái gì đó, được chưa? Hoặc là sự cuồng, được chưa? Cuồng gì đó, mình cuồng là mình nghiện đó các bạn, được chưa? Và thầy có tính từ đó chính là gì, thầy có một câu ví dụ mấy mấy đứa là tôi cuồng ai đó, được chưa? Ví dụ thầy thầy mấy đứa một mấy mấy đứa nghe một bài, mấy mấy đứa thích, thật là thích, mấy đứa ghiền bài đó, được chưa? Thường á thì trên mạng á, trên Facebook hoặc trên Instagram thầy nói gì, I am obsessed with this song, thay vì thầy nói I very like this song, không có đâu nha mấy đứa, thầy sẽ dùng I am obsessed with this song, được chưa? Đó, thầy sẽ dùng chữ obsessed with, hình như thầy dạy các bạn một lần rồi, được chưa? Là cái kiểu như là mình cuồng một cái gì đó, được chưa? Đó, cuồng, ok ha, hoặc là rất là thích, rất mê, được chưa? Ví dụ thầy có gì, I am obsessed with Mr. Nguyễn, à, là bạn nào đó đoan nói thầy câu này là gì, đoan rất là cuồng thầy Duy chẳng hạn vậy đó, được chưa? Thầy cùng obsessed, và danh từ obsession đó chính là sự cuồng, cái này thầy đừng sự ám ảnh nữa, được chưa? Đó, ok ha. Rồi thì câu này chọn gì ta, câu này em chọn gì nè? Em chọn A. À, được chưa? How it was
like to stop using Facebook. Tại sao dùng how is would like? Kiểu như sẽ làm thế nào để mà dừng cái việc dùng Facebook đó. Vậy chữ like nó mang nghĩa là gì em? Chữ like mang nghĩa là gì? Chữ like Giống. mang nghĩa là gì? Giống hả? Đúng rồi, giống Giống được chưa? giống. Bằng như như thế nào, không phải giống luôn em, đang phải giống nữa Dạ. được chưa? Cái này thầy dùng how it was like, thầy sẽ dùng như đây, đó chính là what it was like, được các bạn đó, được chưa? Bởi vì thầy có what gì đó like á, thì nó y chang như là chữ how, được chưa các bạn? Đó, cái này bị đánh lừa rồi, được chưa? Đó, kể ví dụ thầy nói như là gì, kiểu như là kiểu như là ví dụ như là hẹn hò, ví dụ học thầy Duy sẽ như thế nào, được chưa? Thầy sẽ nói gì đấy, what is it like, được chưa? What is it like to study with Mr. Nguyễn, được chưa? Mr. Nguyễn, được chưa? Là học với thầy Duy nó sẽ ra sao, được chưa? Vậy các bạn biết thầy what is it like là sẽ ra sao, được chưa? Đó, ok, được chưa? Đó thì không dùng how is it like, thầy dùng what is it like, nó ngược như vậy đó, được chưa? Đó, nó giống như là gì đây, thầy nói gì anh ấy như thế nào, how is he, về cái tính cách, được chưa? Hoặc là về sức khỏe, được chưa? Thầy nó sẽ bằng gì, what is he like, đúng không các bạn? Đó, what how is he, nó y chang như là gì, what is he like, anh ấy như thế nào, mà thường thầy viết tắt là gì, what phải s như thế này, được chưa các bạn? Đó, ok ha. Đó, hoặc là gì đấy, how are they, được chưa? Đó, kiểu như là họ trông như thế nào, nó sẽ y chang như là gì, what are, được chưa các bạn? Bởi vì cái này phải dùng are, what are they like, được chưa? Không phải là họ thích cái gì nữa, cái này là một cái tính từ mang nghĩa là như thế nào, được chưa? Đó, ra sao, ok ha. What is it like to study with Mr. Nguyễn Trang dạng. Đó, ok ha, thì cái này thầy phải chọn, đó chính là chữ what it was like. Ok, đó thì câu này thầy dịch lại nha, đó chính là gì đây, considerable, nó không phải, nó đâu phải động từ đâu mà em nghĩ là được xem là, đúng không Đoan? Có nhớ lại considerable đang mang chức năng là gì Đoan? Đang mang chức năng gì nè? Nó đang mang chức năng là Dạ gì? là tính từ Tính từ thì mang nghĩa là gì? Quên rồi. Consider number là gì? Một con, một cái gì đấy. đáng kể. Đúng rồi, cái đáng kể, được chưa? Thầy dạy các bạn rồi. Đó, ok. Rồi thì thầy sẽ ôn lại các bạn, đó chính là chữ consider. Được chưa? Đó thì dạy các bạn rồi, consider động từ mang nghĩa là gì? Đó chính là, nếu động từ nha, động từ chủ động đó chính là mình đang cân nhắc. Được chưa? Đó, động từ mang nghĩa là cân nhắc, đúng không các bạn? Cân nhắc thì ai cũng biết cái câu này rồi. Cân nhắc. Được chưa? Đó, ổn ha, cân nhắc thì kiểu như mình đang lưỡng lự. Được chưa? Đó chính là chữ waver nè. Được chưa? Waver lưỡng lự trong cái bài dưới đứa 1. Được chưa? Và thầy có một cụm đó chính là be consider as, đúng không? Được xem như là. Được chưa? Be consider as được xem như là, đúng không? Đó, ok, còn đối với trường hợp này tính từ là considerable là đáng kể. Considerable đó chính là tính từ là đáng kể ha. Được chưa? Vậy considerable number là con số đáng kể, một con số đáng kể. Được chưa? Đó, ok, nhưng mà ôm lại chữ number, đồng nghĩa từ gì mà nữa? Con số thầy đồng nghĩa từ gì? Con số đồng nghĩa với gì? Nhớ không? Bữa thầy cho các bạn có video number đồng nghĩa từ gì con số? Không nhớ luôn hả? Con số có hai cái từ đồng nghĩa, đó chính là gì? Nói thầy coi. Phi gì? Phi gì? Trời, lớp mình không nhớ, không ai nhớ nữa. Ủa vậy mấy bạn coi video kia chưa? Figure, được chưa? Hoặc là gì? Digit, được chưa? Trong cái từ mà digital đó, là chỉ là thuộc kỹ thuật số đó các bạn. Digit là con số, được chưa? Number và figure cũng là con số, được chưa? Nhưng mà sự khác biệt là gì? Number là cái này nói chung luôn, chơi cái nào cũng được, chơi cái nào cũng được như nào. Về phân tích ra, figure đó là chính là một con số cụ thể. Figure đó chính là một con số cụ thể, ví dụ thầy có 2.000, được chưa? Đó, ok, ví dụ như là 2.000 đó là một con số rất là lớn, được chưa? Đó, ok, còn chữ digit đó chính là gì? Đó chính là may, ví dụ như là gì, cái ví dụ như là đây đây, nguyên cái này thầy sẽ gọi là number hoặc là figure. Nhưng mà trong cái này nó có bao nhiêu con số? 1, 2, 3, 4, dạo có 10 đi. 10 con số thì thầy dùng là 10 digits. Mấy đứa hiểu không? Con số riêng lẻ. Digit là con số riêng lẻ. Được chưa? Đó, còn figure là con số là nó người ta đang nói chung. Mấy đứa nắm được chưa? Còn number đó là nói cả hai luôn. Hiểu không mấy đứa? Đó, ok ha. Thì digit là con số riêng lẻ. Được chưa? Còn figure kiểu như là con số cụ thể. Đây đây là gọi là figure nè, đây gọi là con số, là số liệu đó các bạn, số liệu đó,
Được chứ, nó nắm được không? Đó, ok ha, đó chính là sự khác biệt. Bạn nào mà chưa coi video mà video cái lớp kia thì ủa thầy gửi cho ta hình như chưa hả? Hình như chưa, để tí nữa thầy kiểm tra lại coi. Tại lớp kia thầy gửi hai video, còn lớp mình là không biết mấy video, để tôi coi lại. Được chưa? Đó ví dụ như là lấy cái video đơn giản, cái vụ mà đặt mật khẩu rồi đó các bạn. Đó, hoặc là những cái gọi là mấy đứa sử dụng ngân hàng đi. Nếu mà mấy đứa chuyển tiền thì buộc là ngân hàng nó sẽ gửi cho mấy đứa cái code, và cái code nó thường là mấy số 6 digits chứ không người ta dùng 6 figure, no, 6 digits, hiểu chưa? Đó chính là 6 con số, 6 con số riêng lẻ, ok ha. Đó thì câu này thầy nói là cái gì? Thôi mặc dù nó không, though not the highest, this is okay, not the highest, this is, mặc dù đây không phải là một con số nó đáng kể, được chưa? Đó, ok. Is Facebook, thì Facebook nó phải là một cái sự cuồng nguy hiểm, được chưa? Hay là nó một cái thú vui mà nó gọi là vô hại, được chưa các bạn? À, một cái thú vui. Các bạn nhớ fun nó vừa là danh từ vừa là tính từ. Nếu mà tính từ mang nghĩa là gì? Đó chính là vui. Ví dụ buổi tiệc này rất là vui. The party was fun. Được chưa? Còn danh từ là gì? Cái gọi là thú vui. Ok, thì đây đang là một cái danh từ. Được chưa? Là và trước trước danh từ phải là tính từ, thì harmless là vô hại. Được chưa? Vậy Facebook nó phải là nó mình cuồng thì nó nguy hiểm, hay là nó chỉ là thú vui vô hại. Được chưa? Rồi 17 year old Bethan, Bethan là tên con gái à. Được chưa? Cô Bethan, một cô gái 17 tuổi đã viết gì đây? Đã viết trên blog của một cái blog của cô ấy về đây, về cái việc đó chính là nếu mà mình dừng Facebook nó sẽ ra sao? Nó sẽ như thế nào? What it was like. Được chưa? Đó, ổn ha các bạn. Ok, rồi tiếp tục câu số 73, thầy mời bạn tiếp theo thầy dịch nè, thầy mời ai đây ta? Thầy mời Bính nè, Bính. Dịch từ đâu tới đâu Đó, thầy? I think. Tôi nghĩ tôi là một người nghiện Facebook. Tôi truy cập vào Facebook mỗi ngày để nhắn tin với những người bạn thật của tôi và rất nhiều người bạn Online. online. Rồi. Thỉnh thoảng tôi có 10 cuộc hội thoại cùng cùng một lúc. Tôi đăng ảnh và cập nhật cái thông tin của tôi mọi lúc. Nhưng gần đây tôi đã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nếu tôi online nhiều hơn là vài giờ. Vậy 73 dọn gì đây? If I am, đơn giản, if I Dạ am. e thầy. Câu A phải không? Mình dùng 73 cho online hay offline? Coi lại, coi lại, coi lại, coi lại. Mình phân tích kỹ, em phải phân tích kỹ nha, phải phân tích kỹ. Phải phân tích kỹ. Đây là gì? Là hàng ngày lúc nào cũng chơi Facebook, lúc nào cũng up hình cái kiểu. Nhưng mà dạo gần đây tôi bắt đầu lo lắng. If không có nếu nữa, phải là gì? Offline thầy. À, liệu, được chưa? Liệu tôi có thể, đây, liệu tôi có thể offline được hơn gọi là một vài tiếng hay không, được chưa? Cái này thật là liệu hay không, có thể thật như or not nữa, được chưa? Cho nên là coi kỹ, bởi vì bình thường lại đang gì chơi Facebook rất là nhiều, được chưa? Mà tự ngày hôm nay bắt đầu lo lắng liệu là mình có thể vượt qua cái bài test đó, chính là gì? Đó chính là mình dừng Facebook được hay không, phải dùng chữ offline, được chưa các bạn? Đó, ok, nếu mà để làm câu này thì phải đọc tiếp, được chưa? Và sau đó tuần trước là tôi quên, được chưa? Tôi đã quên gặp một người bạn thật của tôi bởi vì tôi đang online. Được các bạn? Đó, ok ha. Rồi, I've realized, tôi đã nhận ra là tôi đã có một cái vấn đề. Được chưa? Vì vậy là tôi đã quyết định là tôi từ bỏ nó, dừng nó một khoảng thời gian. For a while, được chưa? Đó chính là một khoảng thời gian. Được chưa? Không biết thời gian là ngắn hay dài. Được chưa? Một khoảng thời gian thôi. Được chưa các bạn? Đó, thì câu này thầy phân tích lại là gì? Thầy có chữ edit. Được chưa? Thầy có chữ edit đó chính là một người nghiện. Được các bạn? Đó, thầy có edit đó chính là danh từ mang nghĩa là một người nghiện. Một con nghiện. Được chưa? Đó, một con nghiện. Một con nghiện nghe ghê quá ha. Đó, e để ai cũng biết rồi, là một con nghiện. Được chưa? Danh từ của nó là gì mấy đứa? Con nghiện nè, con nghiện. Danh từ của nó là gì? Sự nghiện là gì? Là gì? Gì? Addiction, không biết hả? Addiction. Sự nghiện nè, sự nghiện ngập. Được chưa các bạn? Sự nghiện. Được chưa? Sự nghiện đồng nghĩa thì sự cuồng, đúng không? Đồng nghĩa thì obsession. Được chưa? Obsession. Ok ha. Đó, và tính từ của nó là gì mấy đứa? Tính từ là gì? Bi gì? Dạy ơi, bi gì? Nói đi, nói đi. Nãy giờ thầy nói không à? Bi gì? Addicted. Rồi, be addicted đi theo với từ gì ta? Ai nhớ? Đi be addicted gì?
Đúng rồi, tu. Được chưa? Be addicted. Cái này bị thiếu gì đây? Để thầy coi. Be addicted to. Được chưa? Sau, bởi vì cái này là tu. Đây là một giới từ. Cho nên buộc nó là cộng danh từ hoặc là động từ nguyên mẫu. Nếu mà chắc chắn là sau tu thì phải là danh từ rồi bình thường. Nhưng mà đối với động từ buộc là động từ nguyên mẫu. Vì tu này nó là giới từ. Được chưa? Chứ nó không phải là tu infinity nha mấy đứa. Đó, đây là giới từ. Mà sau giới từ thì phải động từ phải luôn luôn thêm yên. Ai cũng biết rồi. Ok ha. Đó, ổn ha. Đã phân tích rồi đó. Tôi nghĩ tôi là một con nghiện Facebook. Được chưa? Là tôi truy cập Facebook mỗi ngày. I log on to. Được chưa? Facebook mỗi ngày để chat với những người bạn thật của tôi, người bạn ngoài đời, vậy là những người bạn ngoài đời của tôi và rất là nhiều người bạn online. Thì thằng cụm đó chính là loads of, thì ai cũng biết rồi, vậy rồi đúng không? Loads of đồng nghĩa với a bunch of, được chưa? Đồng nghĩa với gì? Plenty of, được, plenty of đúng rồi, là nhiều, vô số, được chưa các bạn? Nhiều, ok các bạn. Đó, hoặc là đồng nghĩa với gì? Numerous, được chưa? Numerous cũng nhiều luôn nè. Ok, hoặc là various. Được chưa? Nhiều phong phú rồi đó. Được chưa? Đó, ok. Rồi, thì cái gì? Là tôi có rất nhiều người bạn online nè. Người bạn trực tuyến này mình chưa gặp ở ngoài đời. Được chưa? Đôi khi là tôi có 10 đoạn hội thoại, kiểu như là tôi nhắn tin 10 người liên tiếp. Tôi nhắn tin một người một cùng lúc. Được chưa? Đó, thì có at the same time thôi. Chứ at the same time ai cũng biết rồi. Được chưa? Vậy at the same time là cùng lúc. Vậy bây giờ có một từ cùng lúc đó chính là từ gì? Đó chính là simultaneously. Được chưa? Simultaneously. Để thầy nhớ là simultaneously, tenious, được chưa? Li. Đồng nghĩa với gì? Đó chính là at the same time. Được chưa? Simultaneously đó chính là đồng thời, cùng lúc. Được chưa? Đó chỉ at the same time quá dễ rồi, thầy dùng chữ simultaneously, đồng thời cùng lúc. Được chưa? Đây là một từ cao, cao cấp. Được chưa các bạn? Đi thi hay ra, tìm từ đồng nghĩa. Nắm được chưa? Đó. Ok ha, nhắn tin 10 người cùng lúc. Ok, có một đoạn 10 đoạn hội thoại là nhắn tin 10 người cùng lúc, gì đơn giản gì cho người ta hiểu. Được chưa? How 10 conversations going. Cái này kiểu như là người ta đang có cấu trúc gì? Have something cộng đồng từ cùng in. Được chưa? Chữ going đang nói về cái conversation này nè. Được chưa? Đó, là tôi đăng 10, tôi đăng ảnh và gì và cập nhật cái gì cái profile Facebook của tôi. Lúc nào cũng cập nhật cái Facebook của mình. Được chưa? Trang cá nhân profile là trang cá nhân, nhắn vô thứ hai. Được chưa? Nhưng mà dạo gần đây tôi bắt đầu lo lắng liệu là tôi gì đây, là liệu là tôi có thể offline được chưa, hơn gì đây, hơn một vài giờ đồng hồ được hay không. Được chưa? If đúng rồi là liệu. Được chưa các bạn? Rồi, thầy nhớ kiểu feel worry là cảm thấy lo lắng. Được chưa các bạn? Cảm thấy bồn chồn lo lắng. Cái cụm nào mà bồn chồn lo lắng các bạn, đó chính là từ anxious, đúng không? Anxious là lo lắng nè. Được chưa? Anxious là lo lắng, đồng nghĩa với cụm là câu thành ngữ nè mấy đứa. Câu thành ngữ nào cũng là lo lắng luôn. Câu động ngữ là lo lắng, have gì? Ai nhớ? Dậy hả? Trời ơi, nhớ thầy, have gì? Một loài động vật, một loài côn trùng. Có con gì đó trong cái gì đó, have gì? Nhắc ý, nhắc thầy cho thầy quên rồi. Nhắc ý, nhắc thầy. Ủa trời, không nhớ hả? Ôi cha mà ơi. Vậy tính tỏ là chưa coi thầy mấy cái video kia rồi. Ồ, Duyên nhớ không Duyên? Có cái gì đó trong cái gì đó, nhớ không Duyên? Em không nhớ. Ôi cha mà, ôi lớp mình sao quên rồi. Vậy là không coi video kia rồi, trời ơi. Have butterflies in the stomach. Là lo lắng bồn chồn nè, trời ơi. Lớp mình mà cũng quên cái này nữa hả? Được chưa? Anxious đồng nghĩa với have butterflies in the stomach. Đó chính là bồn chồn lo lắng. Được chưa? À. Kiểu như đang ngồi trên trong một đống lửa mấy đứa, được chưa? Đó, ổn ha. Thì đây có bướm ở trong dạ dày, đó chính là vì bồn chồn lo lắng. Ok ha, đó thì em sẽ bồn chồn lo lắng này. Và sau đó là tuần trước là tôi đã quên gặp người bạn ở ngoài đời của tôi bởi vì tôi online. Được chưa? Đó rồi. À, tôi nhận ra rằng là tôi có thể đã có một cái vấn đề. Vì vậy tôi đã quyết định gì đây? Đó chính là dừng chơi một khoảng thời gian, for a while một khoảng thời gian. Được chưa? Tôi thấy nó rất là khó. Thầy dạy các bạn giống cấu trúc gì? File là quá khứ của file. Được chưa? Find something cộng tính từ là thấy cái gì rất là khó. Được chưa? Facebook và những người bạn của tôi demanded. Thầy mời bạn tiếp theo. Thầy mời Duyên làm câu tiếp theo đi Duyên. Duyên ơi, Duyên à. Dạ, dạ thầy. Dịch đúng thầy. Dịch đi, dịch đi. Dạ là tôi nhận ra nó thật sự rất khó. Facebook và những người bạn của tôi yêu cầu biết rằng tại sao tôi lại rời khỏi Facebook.
Tôi để dành vài buổi tối đầu tiên. Coi coi cấu trúc nha, coi à cái từ phía trước nó là như nào, phía sau nó là như nào, coi động từ có thêm ing hay không, hay đang còn tính từ hay còn gì đó đó. Vậy em chọn C hả? C, tại sao chọn C? Giải thích. Vậy là em thấy là spend sau Đúng, spend là nhanh nó gọn, sau một span động từ thêm ing. Nhưng mà nếu mà sau span là một cái danh từ thì đi theo giới từ gì ta? yes spend on. Đúng rồi, đơn giản, được chưa? Đó thì đâu tôi cảm thấy rất là khó, được chưa? Những người bạn của tôi và những người bạn Facebook nha, chứ không phải Facebook nó yêu cầu mấy đứa, được chưa? Không, là thật ra cái này tính từ nè, được chưa? Những người bạn của tôi là những người bạn ngoài đời và những người bạn ở trên Facebook là yêu cầu tôi phải có demand là gì, đó chính là yêu cầu, được chưa các bạn? Demand là yêu cầu vậy rồi, được chưa? Là còn biết, muốn biết, thật sự rất là muốn biết ở đây tại sao là tôi không sợ, tôi không chơi nữa, được chưa? Là tôi đã dành những cái đêm đầu tiên, được chưa, để ở đây để wonder là gì mấy đứa, wonder là gì, wonder là gì em? Vậy là tự hỏi Đúng rồi, tự hỏi hoặc là thắc mắc, được chưa? Thầy có wonder đó chính là gì, tự hỏi hoặc là thắc mắc, được chưa? Tự hỏi được chưa? I wonder why, I wonder how, được đó các bạn, được chưa? Thắc mắc, được chưa? Và thầy có cụm đó chứ, no wonder đó chính là gì, duyên không? Nhớ không, duyên no wonder là gì, no wonder là gì, đừng nói quên nha. Ôi cha mà ơi, quên luôn hả? No wonder là gì mấy đứa, trời thầy dạy biết bao nhiêu lần rồi, những cái bài đầu tiên luôn á. No wonder là gì mấy đứa? Đúng rồi, thảo nào hèn chi, trời ơi, thảo nào hèn chi, được chưa? Rồi thì trong câu này phải dùng câu in, bởi vì span là tôi đã dành những cái đêm đầu tiên là tự hỏi thắc mắc là mọi người đã đang chat cái gì ở trên Facebook, bởi vì cái này, việc này đã xảy ra rồi cho nên dùng quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành, được chưa? Đó rồi, câu tiếp theo nè, thầy mời bạn giờ tiếp theo nè, thầy mời đứa nào đây để nhớ tên thôi, thầy mời Hồng Nhung nè. Hồng Nhung câu số 75, câu cúng cùi. Dịch tiếp thầy nha, I even nè. Dạ tôi đã tôi thậm chí đã gọi cho một vài người bạn để tìm ra câu trả lời. Đúng rồi. Cái tối thứ thứ tư tôi đã không cảm thấy quá tệ. Đúng rồi. Tôi thật sự đã tập trung vào cái bài tập về nhà hơn và tôi có thời gian để xem chương trình TV ở trên TV Rồi. và tôi đã nói với bạn tôi trong suốt cả ngày ở trường Còn gì nữa? và cái ngày cuối của cái tuần đầu tiên tôi Tôi đã gì đó, đúng không? Đọc tiếp, em vẫn đọc tiếp, em phải đọc tiếp này. Tôi đã gì đó. dạ tôi đã Cứ đọc đã tiếp, em gì cứ đọc đó tiếp đi, em cứ đọc tiếp đi. Cứ đọc tiếp đi rồi mình phân tích, để phân tích lại, hiểu không? Chứ đừng đừng cứ chọn vội, được chưa? Rồi và cái ngày vào at the end, và cuối cuối cái tuần đầu tiên thì tôi gì đó, cái tài khoản tôi, rồi dịch tiếp. Tôi nghĩ Facebook nó vui và nó rất là Có hữu ích. ích để nói chuyện, để nhắn tin với bạn và chia sẻ những hình ảnh, nhưng tôi sẽ không dành quá nhiều thời gian Vô nó và ở với trong tương nó. lai, được chưa? Đó thì con này chọn gì, chọn gì lại đầu tiên là mình thử cố gắng mình tập trung, đúng không? Đó kiểu như là mình kiểu như mình xóa Facebook rồi, nhưng mà cuối tuần, cuối cùng, cái ngày cuối cùng, cái gọi là cái tuần cuối cùng thì mình đã quyết định gì đây đó, thì chọn gì, em chọn gì, đúng không? Dạ thưa thầy là em nghĩ là Eliminate là gì, dạ kiểu là giới hạn. xong giới hạn elim em xóa bỏ luôn, em loại luôn, em loại bỏ luôn. Cái này em có loại bỏ không, tự nhiên em loại bỏ hả?
là em đọc câu này mà em không hiểu, mà em không phân, không, không, không phân tích cái bài này Vậy dễ à, mà không phân tích kiểu em hiểu. là hiểu như thế nào, là kiểu như là đã đầu tiên mình cảm thấy là mình quyết định mình bỏ Facebook luôn ngày cuối cùng, mình làm cái gì đó tài khoản của mình, bởi vì mình nghĩ là Facebook nó thú vị và nó gì đây, nó có ích, thì em nhiệm vụ em phải làm gì, em lại bỏ luôn hả, em phải làm gì? C Đúng rồi, hoạt react động gmail là gì, là mình kiểu chơi lại, là mình dịch cái từ nào các bạn, đúng rồi thầy cảm ơn em, mình dịch từ nào lại, mình dịch cái từ nào ra nó hay hơn các bạn, dịch từ nào, mình gì dịch đấy, reactivate là gì, ủa các bạn không dịch lại được hả, đó chính là kích hoạt lại, được chứ, thầy có chữ activate đó chính là kích hoạt, thầy dạy rồi đúng không, còn reactivate là gì, kích hoạt lợi, được chưa, đó kích hoạt lợi. Ok ha, đó ổn ha, thì thường đảm bảo trước giờ mấy đứa chớ rồi đây chuẩn bị thi đúng không, thi kiểu như hoặc là mấy đứa đang thất tình hay mấy đứa buồn rồi, hồi xưa tao cũng dạy mấy đứa là kiểu như là thôi mình sẽ gọi là kiểu như là mình block cái gọi là mình block Facebook của mình một khoảng thời gian, được chưa, kiểu như là để mình gọi là thanh tịnh lại, nhưng mà rốt cuộc cũng ngày hôm sau là cũng reactivate lại, là kiểu như là mình kích hoạt lại, cái này mấy đứa activate mấy đứa kích hoạt thôi, ví dụ thầy mới mua điện thoại thì nhiệm vụ thầy phải activate cái điện thoại của thầy là kích hoạt, được chưa, ban đầu Facebook mấy đứa bình thường mấy đứa tắt rồi sau đó mấy đứa mở lại thì mấy đứa phải gọi là reactivate, được chưa, đó là mấy đứa kích hoạt lại, được chưa, thầy có eliminate là chỉ mình loại bỏ ha các bạn, thầy có eliminate đó chính là mình loại bỏ loại trừ, được chưa, loại bỏ erase cũng là xóa, thầy có eraser là cục gom, được chưa, erase là mình xóa bỏ, được chưa các bạn, đó erase là mình xóa bỏ, ok ha, đó thì con này bắt buộc chọn hồ sơ ổn ha, rồi con này cũng quá là đơn giản rồi, ok ha, thầy có a couple of là gì, thôi thầy nói luôn, bởi vì cái bài này thầy sẽ đưa cho mấy cái lớp kia nữa, a couple of đó chính là một vài nha các bạn, a couple of là một vài thì ai cũng biết rồi ha, a couple of là một vài, a couple of là một vài, ok ai cũng biết rồi, ai quên thì viết vô, ok ha, concentrate on là gì, là tập trung, bỏ id đi, bỏ d đi, concentrate on là tập trung, được chưa, rồi còn như không hết rồi, account là gì, đó chính là tài khoản, useful là gì, có ích hữu ích, được chưa, rồi hết rồi đó, ổn ha, rồi tiếp tục, bây giờ thầy còn một bài, thầy tính làm các bạn một bài đục lỗ nữa, mà bài này dài quá, thầy tính sau đi, giờ bây giờ thầy sẽ xử lý các bạn những cái bài từ vựng, đây, bài từ vựng hồi bữa thầy mới dừng các bạn câu số mấy ta, hồi bữa là thầy dừng các bạn câu số 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 43 đúng không các bạn, được chưa, ai mà chưa coi cái video của thầy, đúng rồi chưa coi mà quên mất, hình như chưa gửi thì phải, được chưa, thì cái video đó thầy làm các bạn tới câu 43, được chưa, thì câu 44 thì các bạn bây giờ mình sẽ làm nè, rồi câu 44 để coi, thầy coi hồi bữa thầy sửa các bạn là câu số 33 đúng không, rồi thầy sẽ gửi video các bạn coi thầy để thầy sửa câu 34 tới câu số 40 43 nha các bạn. Rồi bây giờ xử lý thầy câu 44. Rồi thầy mời một bạn là thầy mời đứa nào đây, nãy giờ thầy chỉ gọi ta để ta coi nhớ coi. Tú Vi không được nè. Ai đây ta? Đồng Huyên giúp thầy nè, Đồng Huyên ơi. Dạ thưa thầy, là chọn câu A. Câu A vậy giúp thầy nha. Là hầu hết con người phụ thuộc vào phương tiện truyền thông như là cái nguồn chính để tìm kiếm thông tin. Vậy chọn tri lên, chọn là gì, đồng nghĩa với câu A, câu A đúng không, thì depend on là Đi gì, đó chính là phụ thuộc ha, tại phụ rồi thuộc. ok, rồi put on là gì em, put on là gì, put on là gì biết không, có biết nghĩa gì put on không, Dạ không. em bật đặt lên thì put on mang nghĩa là gì mấy đứa, put on mang nghĩa là gì, put on là gì, ủa put on là gì mấy đứa, trời ơi bây giờ mình chỉ put on cũng biết nghĩa nữa hả, ủa alo put on là gì, ủa trời, ủa cái si put on mà gì một từ nào cũng biết nữa ha, sao put on là mình mặc, được chứ, đó mình đặt lên là mình mặc đó mấy đứa, mình mặc được chưa, mặc đồ rồi đó, ôi trời chị put on mà không biết luôn hả, ôi cha mà chị dạ mày mấy đứa bị sao vậy, put on là mặc đồ, được chưa, trái nghĩa từ gì, chị check off những từ này thầy dạy biết bao nhiêu lần rồi, put on đồng nghĩa là mặc đồ, đồng nghĩa gì, trái nghĩa với check off, check off là cởi ra, được chưa, check off còn mang nghĩa là gì, có cánh, được chưa các bạn, có cánh hoặc là cởi ra, cởi đồ đồ đạc rồi đó, trời ơi biết bao nhiêu lần vậy, biết bao nhiêu lần rồi bây giờ cũng nhớ nữa, rồi hold on mang nghĩa là gì nữa, hold on là gì, hold on là gì ta, hold on là gì, giữ lại,
Đúng rồi, giữ lấy, bám chắc lấy, bám lấy, bám lấy, hold on, bám lấy, được chưa? Bám hoặc là bám chắc, được chưa? Đó. Rồi, hold on là có mang nghĩa là gì? À, từ từ, được chưa? Đồng nghĩa từ gì? À, từ từ, đồng nghĩa từ hang on, đồng nghĩa với hold on là từ từ, mình nhắc người đó từ từ. Ok ha, rồi thì cái này phải chọn câu 44, chọn câu A. Được chưa? Rely là mình dựa vào đồng nghĩa với depend on. Được chưa? Rồi thì ôn lại một số từ đó chính là gì? Tính từ của rely là mình dựa vào. Được chưa? Vậy thì có reliable là gì? Đó chính là mấy đứa có able là có thể, đúng không? Able là có thể gì? Reliable là có thể dựa dẫm, có thể gọi là phụ thuộc. Rely còn mang nghĩa là phụ thuộc nữa. Vậy có thể dựa dẫm, có thể phụ thuộc thì cái từ reliable mang nghĩa là gì? Đó chính là đáng tin cậy. Được các bạn, đáng tin cậy. Được chưa? Vậy mình cũng có thể dựa dẫm với đồng nghĩa gì? Dependable. Dependable. Được các bạn, dependable là có thể dựa dẫm, có thể là đáng tin cậy. Được chưa? Đó, nó sẽ khác cái này. Nó sẽ khác reliant. Được chưa? Reliant sẽ đồng nghĩa với dependent. Đó chính là gì? Đó chính là kiểu như là phụ thuộc. Đây là tính từ nha, phụ thuộc. Được chưa? Đó, phụ thuộc nè, dựa dẫm nè. Đây là tính từ tính chất nha mấy đứa, phụ thuộc dựa dẫm. Đó, ví dụ thầy nói đó là một cậu bé lúc nào cũng phụ thuộc người khác. He is a dependent kid. Hiểu mấy đứa? Còn rely là động từ. Được chưa? À, ok ha. Reliant đồng nghĩa với dependent là phụ thuộc dựa dẫm vào người khác. Cho nên dependable và dependent là hai nghĩa hoàn toàn khác nhau. Và thầy cũng nói luôn, đó chính là đề thi năm vừa rồi, là đề thi đợt 2 đó đã xuất hiện cái từ dependable và chữ dependent trong cái phần tìm từ, trong cái phần mà tìm lỗi sai, trong cái phần mà gọi là những cái từ mà nó giống nhau, nhìn là giống nhau nhưng mà nó khác nghĩa đó các bạn, được chưa? Đó, đề thì nó ra dependable buộc là mấy đứa phải sửa sai, được chưa? Sửa sửa câu đó thành dependent, được chưa? Đề thì nó ra rồi thì nó sẽ không ra nữa đâu, được chưa? Đó, mà kỳ cá là cái gì? Thầy dạy mấy chị lớp 12 năm tháng 7 vừa rồi dạy cái từ này, hai cái từ này, được chưa? Nó thầy dạy mấy hai mấy chị đó được một, nó ra được hai. Trời, ta nói nó sâu dễ sợ sâu đó, được chưa các bạn? Đó thì các chị rely on, và thì các bạn viết thêm cái phần này nha thầy, thì có thể là trường mấy đứa ra lại. Rồi tiếp tục câu số 45, chữ advent mang nghĩa là gì? Thầy mời bạn tiếp theo đứa nào ta? Thầy mời tiên, à đúng rồi, tiên bắn thôi, thầy mời thằng gì quá rồi, hiếu 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 Đây thầy. ừ, làm thầy coi. Nó là em biết cái từ FN đó thầy. Advent mang nghĩa là gì? Advent mang nghĩa là gì? Ủa, chép từ vựng chưa? Ủa, bữa thầy nói rồi mà, học từ vựng vậy bữa giờ quên học từ vựng rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Advent mang nghĩa là gì mấy đứa? Sao ra đời. Sự ra đời hoặc là gọi là cái sự xuất hiện. Các bạn nhớ chữ advent là gì? Nó thường đi theo những cái gọi là những cái invention. Được chưa? Những cái invention là gì mấy đứa? Những cái sáng chế nè. Được chưa? Đó, hoặc là những cái gọi là mình invent là những gì mấy đứa, là mình gọi là phát minh, những cái phát minh. Được chưa? Ví dụ như là the advent of the internet. Cái sự ra đời, cái sự xuất hiện của internet. Thường nó là tích cực, những cái mà nó gì, những cái mà nó quan trọng, những cái mà nó gọi là nó có tầm quan trọng, những cái tầm ảnh hưởng đối với đời sống con người. Được chưa? Mình hay có cụm the advent of television, the advent of the internet, the advent of Facebook, the advent of social media. Được chưa? Thường liên quan tới những cái phát minh. Ok ha. Rồi, okay. Thì câu này là advent đó thì nói thì coi là sự ra đời hoặc là cái sự gọi là sự xuất hiện. Bữa giờ ôn lý toán lý quá đúng không? Đứa nào gì Công Hiếu? Có ôn thì cũng mỗi ngày dành thầy 15 phút coi lại từ vựng nha. Cũng hên á, cũng do là chuẩn bị ôn thi á, không thôi cho chép 20 hàng cho nhớ. Rồi thì con này chọn gì nè, đó thầy hiền lại rồi đó, chọn gì đây? Đồng nghĩa nha, đồng nghĩa. Vừa mới ổ chí từ vựng lại chưa? Ép đồng nghĩa từ gì? Kẹt kẹt gì ẹt. Dạ này cô A. Câu A quá đơn giản, được chưa? Đó, thì câu này là gì? Các bạn cứ thấy it was cộng danh từ, cộng that, thì cái này là thật ra đây là câu trẻ, các bạn đã học năm lớp 11 rồi. Câu trẻ dùng để làm gì? Câu trẻ mình dùng để nhấn mạnh. Được chưa? Thì câu này chính đó, chính
chính là cái phát minh, chính là cái sự ra đời của TV mà nó đã gì đây, nó đã biến đổi gì đây, sportsman. Đó chứ, sportsman đó chính là những cái vận động viên thể thao. Đó chứ, transform đó chính là biến đổi. Được chứ các bạn? Đó, ok ha, transform thì ai chỉ biết thì viết lại. Đó chính transform đó chính là chuyển đổi, biến đổi, transform thì nó chứ ai cũng biết cụm này rồi. Nhưng mà thầy phải nói lại để cho các bạn mấy lớp kia coi. Đó chính transform là biến đổi. Để biến đổi đồng nghĩa là gì? Đó chính là chữ change. Được chứ? Đề thi năm vừa rồi thầy đã nói các bạn rồi. Có cái từ transform tìm từ đồng nghĩa đó. Được chứ? Làm thay đổi bộ mặt, transform là thay đổi cái bộ mặt, được chứ? Thay đổi hoàn toàn đó các bạn. Đó, it was, các bạn cứ it đó, đây là câu trẻ. Được chứ? It is, thầy nói lại it is hoặc là it was cộng danh từ. Cộng cụm danh từ thường là cụm danh từ. Được chưa? Cộng that. Rồi, cộng một cái mệnh đề. Được chưa? Thì đây là câu trẻ nó mang nghĩa là gì đó, chính là cái gì đó. Chính là cái gì đó mà. Dùng để làm gì? Nhấn mạnh. Ok ha, đó. Ví dụ. Ủa? Ai là người đã gọi là ai là người đã gọi là tắt đèn vậy? Ủa ai là người tắt đèn vậy? Ngày hôm qua tao đang ngủ. Không nghe lộn, ngày hôm qua là tao tao đang làm việc. Đứa nào tắt tao tắt cầu dao vậy? Thì nó à, chính là cái thằng Duy, người mà đã tắt cầu dao. Nhấn mạnh cái thằng Duy. Hiểu không mấy đứa? Đó, đó là câu trẻ mấy bạn đã học năm lớp 11 rồi. Ok ha. Rồi tiếp tục câu số 46. Câu này thầy cũng dạy luôn rồi, thầy mời bạn tiếp theo nè. Thầy mời mình đoán đi, không làm được thì đoán. Thầy mời Trân Mỹ. Trân Mỹ ơi. Trân Mỹ, Trân Mỹ. Nghe Trân Mỹ thấy giống gọi gọi là người nổi tiếng nha. Mỹ đâu rồi? Trân Mỹ bay ra bển. Ủa Trân Mỹ đâu rồi? Hay là Trân Mỹ xài máy không được? Để thầy mời Như Quỳnh nha, Như Quỳnh ơi, Như Quỳnh nè. Như Quỳnh thi được mấy điểm Như Quỳnh? 8 điểm không Như Nhận Quỳnh? được 8 điểm Trời này. ơi, mừng quá, 8 điểm mừng quá. Được chưa? Thôi cố gắng là vừa học kỳ 1 9 điểm nha. Khóc cười. Ủa sai sai câu nào vậy? Sai câu nào mà 9 điểm vậy? À, 8 điểm vậy? Em không có cầm đề về thầy sai cái câu mà hồi bữa thầy nói Ôi. Vậy sai sao cũng nhiều, như bài đọc sai nhiều hả? Bài đọc sai nhiều hả? dạ không sao mà đọc mà sai mấy cái ngữ pháp không Ôi mày trời ơi, ngữ pháp mà cũng sai rồi, mấy bài trắc nghiệm mà cũng sai hả? cái câu mà hồi bữa thầy nói chi À, cái thi thì không nói rồi, còn những mấy câu khác thì vậy sao? Mấy câu khác cũng bị sai hả? Mấy câu mấy em có làm sai mấy câu mà câu giả định không? có giả định có sai một câu hả Mấy câu bị động á, câu mà brought up á hả? dạ đúng rồi Trời ơi, kêu coi kỹ mà cái câu đó thầy dạy chưa? Dễ dạ rồi rồi, ôi cha, buồn dễ sợ. Kiểu như mấy đứa phải biết suy ra chứ đúng không? Bởi vì nó có mấy câu giả định, hai câu giả định trong cái phần trắc nghiệm luôn. Một câu là nguyên mẫu thì mấy đứa phải suy, thật ra mấy câu, ba câu giả định luôn, hai câu nguyên mẫu thì câu còn lại thì suy nghĩ thầy đi, phải bị động chứ, trời ơi, sầu dễ là sầu. Rồi kia thì làm tiếp thầy coi. Conducted. Conducted là tiếng thực Ừ, hiện. thực hiện tiến hành thì đồng nghĩa rẹt rẹt thầy luôn. Thầy là câu A. Ừ, nhanh gọn. Được chưa? The pie chart là gì? Đây em có biết pie chart là gì không? Cái biểu đồ hình Đúng tròn rồi, cái biểu thầy. đồ hình tròn, được chưa? Đó, cái thầy coi thầy vậy luôn. Cái biểu đồ hình tròn nó đã gọi là show ra, được chưa? The preferred forms là những cái hình thức ưa chuộng của gọi là truyền thông. Được chưa? Nó được ghi chép lại ở trong một giây, ở trong một cái cuộc khảo sát được tiến hành ở đây ở trường cấp 2 Intel vào tháng 8 năm 2014. Ủa đứa nào vô đây? Đừng nói tiên nha, hay là à đúng tắt tiên mới cúp điện nè. Ủa đâu có ai vô đâu. Được chưa? Ủa đâu rồi mấy đứa? Ở đây hả, phải không? Trời ơi, tiên 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 thương tiên quá. Cúp điện hả tiên, cúp điện hả tiên. Nó có điện này Ôi cha thấy. mà ơi thương quá. Có gì coi lại video giúp thầy nha. Dạ. Dạ, đâu rồi, của thầy đâu rồi, của thầy đâu rồi, ủa ủa đâu rồi má. Đây, ok, thầy nói lại pie chart đó chính là cái biểu đồ hình tròn, cái biểu đồ hình cái chiếc bánh đó mấy đứa. Được chưa? Biểu đồ hình tròn nó sẽ show, nó show ra rằng, được chưa, những cái hình thức ưa chuộng, prefer là thích hơn nhưng mà là tính từ là những hình thức ưa chuộng của truyền thông, được chưa, được ghi chép lại, record là ghi chép nhưng mà cái này rút gọn mệnh đề, được ghi chép lại trong một cuộc khảo sát, survey là cuộc khảo sát mà được tiến hành, được chưa? Tại conduct là tiến hành hoặc là thực hiện, ai mà quên thì viết vào conduct, bỏ ed đi, là tiến hành thực hiện thì đồng nghĩa với chữ carry out, được chưa bạn? Dạ, thì ta có conduct đồng nghĩa với carry out, được chưa? Đồng nghĩa với conduct, được chưa? Đó, đồng nghĩa từ này luôn, execute,
thực hiện, được chưa? Execute, thực hiện. Học luôn thầy từ vựng mới ha, execute. Thực hiện, thi hành rồi đó các bạn. Rồi, kịp không? Kịp không? Carry on là gì? Tiếp tục. Được chưa? Carry away, carry up, sao bỏ đi. Rồi, câu 47. Tiếp tục nha, câu 47. Thầy mời... Tiên luôn. Ok, Tiên. Tiên ơi, Tiên nhà. Thầy ăn miếng bánh này, thầy ăn miếng bánh. Suy nghĩ, mấy đứa suy nghĩ, mấy đứa suy nghĩ. Thầy ăn miếng bánh. Trời ơi, bánh ngon quá mấy đứa ơi. Ngon quá Tiên ơi. Muốn luôn à. Tao gửi tiền dễ mà. Chọn chọn lùi, hiểu không? Lùi loại bỏ, hiểu không? Phân tích, phân tích. Cái speculation là không có nghĩa như một đoán, hiểu không? Loại bỏ, mình thấy câu nào mà nó không liên quan á bỏ. Trời ơi, câu này nghĩa bộ là không biết nghĩa là cũng suy ra được. Câu câu đây là ừ, câu đây cũng gọn, được không? Các bạn biết speculation là gì không? Thầy đang ăn đói bụng quá, em mới dịch nó ra là sự lưu thông rồi. Chua cha, chính ra gọi cũng gọi là cũng dịch ghê dữ hen. Ui cha, circulation hai nghĩa, sự lưu thông, sự lưu hành, được chưa? Và nghĩa cùng đó chính là nghĩa mà nó không được phổ biến như lắm, đó chính là coi lại gọi là nhớ là tổng phát hành, tổng số phát hành, tổng số phát hành những cái ấn phẩm, được chưa các bạn? Đó, ví dụ như là một cái tờ báo, một cái tuần san đi, một cái tờ báo mỗi ngày thì chắc chắn nó sẽ có một cái circulation nhất định. Ví dụ như là tổng số phát hành bao nhiêu mấy ngàn tờ báo như vậy. Hiểu mấy đứa? Hồi xưa thì rất là nhiều, như hiện tại còn không? Còn nhiều không? Chắc đâu còn 1/3. Vừa đâu ai mà vừa ai, mấy mấy bây giờ có đứa nào còn còn đọc khoa học trò không? Thầy hỏi thiệt á, hiện tại là có đứa nào đang học đọc khoa học trò không? Có mua không? Một cuốn mười mấy ngàn mà không, hình như nó là 2 tháng ra một lần, hình như là 1 tháng ra một lần á, một cuốn mấy chục ngàn á, giờ có đứa nào mua không? Có Công Hiếu thầy, Công Hiếu. Công Hiếu có ở chỗ Công Hiếu đọc học trò dễ thương vậy, có không Công Hiếu? Dạ mấy chục năm trước rồi thầy. Ờ mấy chục năm trước rồi, xí. Đó hồi xưa thầy nhớ cấp 2, cấp 3 cứ lên thư viện là có ngày nào tuần nào nó cũng có. Được chưa? Đó giờ là 1 tháng nó ra một lần. Thời đại thay đổi rồi, đúng không? Đó thì cái circulation đó chính là cái tổng số phát hành, từ này là khó nhớ. Ok, nhưng mà thật ra cái bài của mấy đứa đang là về cái bài giờ phương tiện truyền thông, cho nên là buộc mấy đứa phải nhớ chữ circulation đó chính là cái tổng số phát hành, được chưa? Rồi nhưng mà nghĩ thông dụng nhất là sự lưu thông hoặc là cái sự lưu hành. Lưu hành về gì? Lưu hành về tiền tệ, thường sẽ là lưu hành về tiền tệ, được chưa? Đó, hoặc là lưu hành về những cái gọi là những cái giấy tờ, những cái gọi là những cái belief, được chưa? Sự lưu hành của một cái phương pháp nào đó, sự lưu hành của một cái phương pháp truyền bệnh nào đó, chữa bệnh gì đó, hiểu không mấy đó? Đó, sự lưu hành hoặc là sự lưu thông. Sự lưu thông về gì? Sự lưu thông về giao thông cũng được, được chưa? Hoặc là sự lưu thông ở trong cơ thể của mình, được chưa? Đó chưa thầy chữ dùng chữ circulate, được chưa? Và động từ của nó chính là gì? À, thầy xin lỗi, danh từ của nó circulation, còn động từ của nó đó chính là circulate, được chưa? Động từ là circulate. Cái mẹ của thầy dạy mấy đứa là gì? Có chữ sinh ngay đây thì động từ của nó là thường là chữ lay này và thêm t, được chưa? Mấy circulate động từ là lưu hành, được chưa? Đó, ổn ha. Ví dụ như là gì? Cái belief này, cái belief đó chính là cái gọi là cái niềm tin này hoặc là cái ý tưởng này nó đã được lưu hành hàng ngàn năm nay của người Việt Nam, được chưa mấy đứa? Đó, được lưu hành đó, được chưa? Thì cái đó phải dùng hiện tại hoàn thành, ổn ha. Đó thì nó rồi mình phân tích thôi. Câu này gì là tôi ngạc nhiên rằng là những cái tờ báo lá cải này, những cái tờ báo lá cải mà toàn là gọi là những cái tin rác lại có gì đây, lại có cái sự lưu hành hoặc là gọi là cái có cái sự gì đây, đó chính là cái tổng số phát hành nó nhiều đến như vậy,
lớn đến như vậy. Thầy dạy các bạn chữ search chưa? Nhưng mà thầy dạy các bạn chữ search đối với cái trường hợp đó, hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên đó chính là có cấu trúc đó chính là gì đây? Search. Ủa đâu rồi? Search cộng với cụm danh từ đúng không? Search cộng danh từ hoặc là cụm danh từ hoặc là noun phrase, cụm danh từ. Được chưa? That mang nghĩa là gì? Quả là, đúng không bạn? Quả là gì đó đúng không? Quả là, được chưa? Hoặc là quả là đến nỗi, quả là đó, đến nỗi mà, hoặc là cho nên, đến nỗi mà hoặc là cho nên, đúng không các bạn? Đó, ok ha. Nhưng mà đó đối với trường hợp nó kết hợp với chữ that. Nhưng mà đối với trường hợp nó còn mang nghĩa khác đó chính là gì? Như vậy. Nếu mà không kết hợp với chữ that nó sẽ mang nghĩa là như vậy. Được chưa? Đó, cũng search cộng với danh từ hoặc là cụm danh từ luôn, như vậy. Được chưa? Đó ví dụ như là gì? I have never thought that Mr. Nguyễn, được chưa, is such a handsome man. Được chưa? Đó, giờ đứa nào mà chưa gọi là chưa gặp thầy ngoài đời đúng không? Trời, trước giờ tôi chưa bao giờ tôi nghĩ là thầy Duy là một người đàn ông đẹp trai đến như vậy. Đó, được chưa? Nó có đi theo chữ tát không? Không. Được chưa? Đó, cho nên không dịch là đến nỗi mà. Được chưa? Đó, ví dụ đến như nỗi mà như nào? Ví dụ thầy nói câu gì đó chính là gì? Mr. Nguyễn is so handsome. Is such, lộn. Is such a handsome and adorable man. Được chưa? That every student admire. Được chưa? Đó là câu này gì? Là thầy Duy, được chưa? Quả là một người đàn ông dễ thương và đẹp trai. Được chưa? Cho nên là nhiều là mọi học sinh đều ngưỡng mộ. Được chưa? Đến nỗi mà ai cũng ngưỡng mộ. À, được chưa? Đó, thì ôm lại cấu trúc này hen. Ok, thì câu này là gì? Have such big circulations. Được chưa? À, đây là gì? Đây là một câu gọi là câu ghép mấy đứa. Được chưa? Là tôi ngạc nhiên rằng gì đây? Những cái tờ lá báo lá cải này, những cái tờ báo lá cải mà toàn là những cái tin rác. Rubbish full of, được chưa? Toàn là những cái tin rác. Lại có gì đây? Lại có những cái sự lưu thông lớn đến như vậy. Hoặc là cái tổng số phát hành lớn đến như vậy. Được chưa? Thầy có cụm full of đó các bạn. Dạy các bạn rồi. Full of đồng nghĩa từ gì? Đó chính là từ full of nè. Đồng nghĩa với filled with, đúng không bạn? Filled with. Vậy thôi, ôm lại thôi. Ai mà quên thì viết bài cho nhớ. Là toàn là tràn ngập. Ok ha. Thì câu đầu tiên đó chính là sự chuyển động của gì đây? Của máu ở trong cơ thể. Nếu mà cái này mà liên quan tới gọi là y học á thì mình mới chọn, đúng không? Thì movement đó chính là sự chuyển động. Sự chuyển động là lưu thông, mình lưu thông phải mình di chuyển. Được chưa các bạn? Đó, lưu là mình di chuyển đó. Được chưa các bạn? Đó, thì là sự chuyển động của máu ở trong cơ thể. Nếu mà cái này cũng được, nghĩ sẽ circulation y chang như là câu A, nhưng mà cái này gọi là cái trường hợp nó khác, đúng không? Thì bỏ. Rồi đó chính là sự chuyển động của không khí và nước, cũng đúng luôn. Được chưa? Nhưng mà ở trong trường hợp này là không được. Ok, và câu C đó chính là gì? Đó chính là cái việc sử dụng của một cái loại tiền hoặc là một cái hệ thống chi trả nào đó ở trong một cái nền kinh tế. Được chưa? Thầy có chữ particular, đó chính là gì? Đó chính là cụ thể hoặc là nào đó. Thôi dịch là cụ thể đi. Cụ thể, time là cái loại. Được chưa? Là loại, được chưa? Nhưng mà liên quan này có gì máu thầy dạy các bạn rồi, nhóm máu là gì? Đó chính là blood type. Ôm lại các bạn. Được chưa? Đó thì có đúng không? Đúng, đối với trường hợp này sự lưu hành tiền tệ, nhưng mà đây trường hợp này cũng khác, cho nên là có A, câu B, câu C là đây là cách giải thích của cái từ circulation, nhưng đối trường hợp này là không được thì phải chọn câu D. Đó chính là gì? The typical number of copies. Được chưa? Thì copy thì dịch là gọi là ấn phẩm. Ấn phẩm là chứ những cái bản sao, những bản sao thì dịch là những ấn phẩm, là gì? Số lượng ấn phẩm là typical thì dịch là gì mấy đứa? Typical là gì? Là gì? Là gì? Typical là gì? Tính từ là gì? Trời ơi, tính từ là gì? Trời ơi, không nhớ hả? Tiêu biểu điển hình. Ôi cha mà, ủi quên luôn vậy. Typical. Ủa vậy thôi mà. Tính từ. Tiêu biểu điển hình. Ví dụ thầy có gia đình điển hình. Được chưa? Là typical family. Gia đình điển hình là gì? Là gia đình có 4 người. Được chưa? Đó là gia đình điển hình. Được chưa? Đây là điển hình này hoặc là tiêu biểu. Được chưa? Đó. Và thầy có cụm gì đây? Typical of someone, nó là gì mấy đứa nhớ không? Typical of someone là gì? Ai nhớ thầy ý? Là gì? Ủa không nhớ hả? Là đặc trưng của ai đó, là đặc trưng của ai đó,
Ôi cha quên rồi, hồi trước thầy nhớ những cái buổi đầu tiên chú ơi nói câu này, vừa mà học xong bữa hôm sau nói ro 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 đó đó, lý do mấy đứa không chịu ôn á là coi như là những cái bài mà trước cái bài mà để thầy ôn thi ở trên trường mấy đứa là mấy đứa quên sạch luôn, uổng không trời ơi nó uổng gì đâu luôn. Xem một câu học xong qua này đặt là đặc trưng của ai đó được chưa? That happened this to you. Ví dụ thầy có gì đây? Hot and spicy food. Thầy có spicy là cay ha. Food is typical of Thai cuisine. Được chưa? Đó, đó chính là gì? Đồ ăn cay và nóng đó chính là đặc trưng của nền ẩm thực Thái Lan. Được chưa? Thầy có cuisine đó chính là nền ẩm thực. Ai mà quên viết lại nền ẩm thực. Ok ha, đó. Cái này là xong qua hoặc là ai đó, ai đó gì hoặc là một cái vật nào đó cũng được, được chứ? Hoặc là ví dụ như là gì? Đó chính là gọi là ví dụ thầy có một để mô tả thầy đó chính là gì? Một ví dụ như là vui tính hoặc là vui tính và gọi là và khó tính. Đó chính là đặc trưng của thầy gì? Được chưa? Nhưng cái đó đang còn một danh từ. Được chưa đó? Đó. Ok ha. Quên hả mấy đứa, nãy giờ thầy hỏi quá trời luôn mà mấy đứa quên quá trời luôn. Buồn gì đâu luôn á. Rồi, kịp ha. Rồi tiếp tục câu số 48, mời đứa tiếp theo, mời bạn tiếp theo nè. Thầy em ơi, Bảo Trân này vắng rồi. Ai đây nãy giờ chưa gọi ta? Minh Huyền giúp thầy nè, Minh Huyền ơi. Câu số 48 dễ ẹt chọn thầy luôn. À, đúng rồi, đơn giản viewer sẽ gì đó chính là người xem truyền hình ha. Đó, ok, quá đơn giản luôn. Rồi, có rất là nhiều người xem truyền hình phàn nàn rằng là có quá nhiều những cái cảnh mà nó phản cảm nè, được chưa, và bạo lực ở trong bộ phim, được chưa? Đó thì có chữ violence đó chính là gì? Đó chính là sự bạo lực. Violence. Được chưa? Đó chính là sự bạo lực. Sự bạo lực. Được chưa? Đó và tính từ của nó là gì? Violent. Đó chính là bạo lực đây, tính chất của một cái là tính chất của một người hoặc một vật gì đó, bạo lực. Được chưa? Đó, bạo lực là hung hăng đó các bạn, bạo lực là hung hăng đó. Đó ví dụ thầy mấy đứa thấy bạo lực không? Thầy đâu có bạo lực, thầy rất là nhẹ nhàng, dễ thương, xinh xắn, đáng yêu. Ok ha. Rồi, chứ mấy từ này chắc ai cũng biết rồi, viewer là người xem truyền hình quá đơn giản. Rồi, sponsor là gì mấy đứa? Sponsor là gì ta? Sponsor là gì? Tài trợ Đúng là tài trợ đơn giản. Edit là gì trời ơi, edit ai cũng biết. Vậy edit tiếng Việt nó là gì? Edit là gì? Ủa gì CC edit là gì? Đó, bình thường mấy đứa sử dụng chữ edit hoài luôn. Để là ta edit hình vậy, edit mang nghĩa là gì? Ủa gì? Không không dịch được luôn hả? Chỉnh sửa hoặc là gì? Biên tập. À đúng rồi, chính xác. Đó, đây là gì tài gì đấy, tài trợ. Danh từ là gì? Danh từ là người nhà tài trợ. Danh từ là nhà tài trợ. Được chưa? Vậy edit là gì? Biên tập. Được chưa? Đó. Ok, biên tập hoặc chỉnh sửa. Vậy thầy có người nhà biên tập là gì? Editor. Được chưa? Đó chính là nhà biên tập. Đó, ví dụ mấy đứa dạo này có nhà biên tập nào nổi tiếng mấy đứa? Nhà biên tập nào nổi tiếng? VTV3 đó. VTV đó là một nhà biên tập rất là mạnh mấy đứa, đúng không? Cái trend nào là cũng lên thời sự đó, gọi là good editor. Là một cái sự nhà biên tập tốt, được chưa? Vậy cái sự biên tập là gì đó chính là edition, được chưa? Edition lấy sự biên tập, được chưa? Hoặc là sự chỉnh sửa, được chưa? Đó dễ ẹt. Ok ha, produce đó chính là sản xuất, được ok. Chú cha tính ra từ vẫn ôn lại thôi mà cũng quên trước quên sau hen, sầu dễ sợ sầu. Rồi tiếp tục con số 49, thầy mời bạn tiếp theo, thầy mời Khánh Huyền nè em. Dạ, câu D. Câu D thì chị cho thầy nha, dịch nè. Nhà báo có thể cũng mắc lỗi có tin mọi thứ mà bạn đọc ở trên báo chí. Đúng rồi, press là báo chí được chưa? Đó thì không phải chọn newspapers and magazine nhá. Magazine nhá, như thứ ba nha, press đó chính là báo chí được chưa? Đó, ok. The press nó còn mang nghĩa là gì mấy đứa? Họp báo, báo chí hoặc là họp báo. Ví dụ như là Sơn Tùng mà có scandal cái là gì, có họp, có gọi là họp báo liền, được chưa? Đó, ổn ha. Rồi hoặc là bất kỳ cuộc thi nào mà nó diễn ra xong thì thường sẽ có họp báo phía sau đó, họp báo để người ta tổng kết lại, được chưa mấy đứa?
Rồi, thì thầy có journalist đó chính là nhà báo, được chưa? Đó, nhà báo là có thể ở đây, đó chính là mắc lỗi, được chưa? Make mistakes, mắc lỗi, vì bạn đừng có tin vào những điều mà, đừng có tin hoàn toàn những điều mà bạn đọc ở trên báo chí, được chưa? Đó, ok ha. Thì publication đó chính là sự công bố, được chưa? Đó, publication đó chính là sự công bố, các bạn biết không? Sự công bố hoặc là sự công khai, được chưa? Sự công bố hoặc là sự công khai. Thôi không được. Sự công bố hoặc là sự công khai. Ủa cho nhiều vậy. Thôi tự viết đi, mệt quá. Rồi, tiếp tục là có news bulletins. Đây là tài chỉ biết bulletin, nó gọi là cái bảng mà nó có những cái kim kim ấy đó. Cái bảng mà mấy đứa gắn cái kim nó gọi là bulletin, còn news bulletin là gọi là những cái tin nóng. Thầy nghĩ là như vậy. Được chưa? Những cái tin chính. Tại cái cụm này lần đầu tiên thầy thấy ấy, mấy đứa. Nhưng mà thầy có thể đoán ra được, bởi vì thầy biết cái từ news bulletin, để thầy sở thử coi nha, để thầy coi coi news bulletin, để thầy đoán thử đúng không. News bulletins, thầy biết bulletin đó chính là trên trường mấy đứa là hay có. New bulletin là gì? À, new bulletin, a short radio or television broadcast of news reports. À, cái đây là một cái gọi là một cái thời sự ngắn, một cái thời sự ở trên TV mới đó, hoặc là một cái đoạn radio ngắn, gọi là news bulletin. À, những cái đoạn gọi là tin tức ngắn, gọi là tin vắn. À đúng rồi, thầy sẽ dịch là tin vắn. À đúng rồi, ok hay ha, thầy dịch tin vắn đi ha. Tin vắn là những cái tin ngắn. À thầy cũng học thêm từ vựng mới, tại cái bài này thầy chưa coi mấy đứa, thầy soạn thôi, thầy chưa coi đó. Nhưng mà mấy đứa cũng phải nên biết là bulletin đó chính là cái bảng mà có những cái ghim ghim mà mấy đứa gắn vô á, được chưa? Vậy news bulletin thầy dịch là tin vắn đi. Rồi tiếp tục là có reference books, đó chính là gì? Đó chính là cái sách gì đấy, sách tham khảo, sách tài liệu, được chưa? Sách tham khảo, sách tài liệu, sách tham khảo, được chưa? Hoặc là sách tài liệu, được chưa? Đó, sách tham khảo, sách mình tham khảo thêm, được chưa? Và sẵn học luôn thầy, đó chính là gì? Reference letter. Cụm này là buồn phải biết nha, bởi vì sau này đi làm mấy thầy nghĩ là mấy đứa sẽ gặp đó. Các bạn nào biết được vậy rồi mà đúng không? Vậy reference letter là gì ta? Reference letter là gì? Vậy rồi, ai nhớ, ai nhớ thư gì? Đúng rồi, thư giới thiệu, được chưa? Rồi sau này mấy đứa làm việc á, thư giới thiệu là như nào, ai giải thích ta coi. Ai Phương Trang có nhớ thư giới thiệu là như nào không? Phương Trang, Dạ là em nghĩ là cái thư mà sếp viết ừ đúng rồi, chính là xác, sếp hoặc là đồng xong nghiệp gửi cho ai đây, gửi cho ai? gửi cho công ty khác. Đúng rồi, gửi công ty mới em chuẩn bị làm, được chưa? Đó ổn ha, đó gọi là reference letter, được chưa? Đó là cái thư giới thiệu, thư giới thiệu. Nhưng mà ở Việt Nam thì thầy nghĩ cũng ít mấy đó, ở nước ngoài thì nhiều. Trước giờ thầy làm không như thư, nhưng mà thật sự nó gọi là nó sẽ giới thiệu thông qua cái sự trung gian, xong qua cái một cái trung gian, nó gián tiếp là như thế nào? Bởi vì hồi trước thầy sẽ làm ở trong ngành night life, là night club, là làm hoạt động vào ban đêm đó, được chưa? Thì quản lý ở nơi này thì thường sẽ là gì, sẽ quen biết với quản lý nơi khác, được chưa? Cho nên là một người làm, bởi vì thầy làm một nơi mới đi, thầy nói ủa kinh nghiệm em làm ở đâu, à em làm ở nơi A, nơi B, nơi C, thì người ta biết cái nơi đó, người ta sẽ gọi điện bên kia, cái việc quản lý mới sẽ chủ động gọi điện kia, à thấy à cái thằng này hồi trước nó làm như nào. Ồ vậy hả ta? Ồ cái thằng này nó dễ thương đẹp trai, làm ngon, ok, em sẽ nhận. Nếu mà nó gọi là có những cái scandal á, thì thôi không nhận. Hiểu mấy đứa? Đó, ok. Nhưng mà thường thì thầy ít gặp cái trường hợp này ở Việt Nam. Chắc là do thầy, cái ngành của thầy khác thôi. Đó. Rồi, ổn ha. Thì thầy có press báo chí, thì báo chí liên quan newspaper và magazine là gọi là tạp chí rồi nè. Ok ha, rồi tiếp tục cái câu này dễ quá. Chọn luôn ha, thì rẹt rẹt luôn là thầy mời bạn, một bạn ơi làm thầy câu này luôn đi. Thầy mời nãy giờ chọn hết rồi, Nhi Bắp nè. Nhi Bắp làm thầy hai câu luôn đi. 50 này chọn gì Nhi Bắp? Dạ con 50 em chọn A rồi. À, đơn giản ha. Point sẽ gì? Dạ là mũi nhọn hoặc là gì? quan điểm. Quan điểm, chưa? Đó rồi, feature sẽ gì? Tính năng, Đúng đặc rồi, tính điểm. năng hoặc là đặc điểm ha. Tính năng hoặc là đặc điểm. Ngoài cái từ feature còn từ nào cũng là đặc điểm em. Trời ơi, mấy cái từ này dễ mà. Khờ gì? Rau. Cái cò rau là cái gì bà nội? Ôi cha, chẳng lẽ giờ cho chép từ vựng nữa hả? Correct, khờ gì mấy đứa?
Characteristic. Correct, thấy không? Cho thấy bạn của em không? Đó, characteristic. Đó chính là đặc điểm nè. Đồng nghĩa tư gì mấy đứa? Nếu mà đặc điểm về một con người thì mình sẽ dùng tư gì nữa? Tư gì? Nói hoài luôn á trời, hồi bữa vừa muốn nói luôn á. Rồi. Như bắp không nhớ từ này hả? Nhìn vô mới nhớ hả? Chứ tự nhiên đùng 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 cái là không nhớ hả? Hay như là mấy mấy từ này thấy quen không Như bắp? Dạ quen rồi. Trời ơi. Cũng may là cái tuần này tha mấy đứa tuần này nha. Còn thi cử á chứ qua thứ hai đi hen, biết tay tôi. Rồi, cô ấy nghĩ rằng gì đây? She thinks that là may hoặc thật không may thay là họ không thể hiểu được là gì những cái lợi ích của gì là thông tin trực tuyến. Được chưa? Đó, ổn ha. Thầy ngoài chữ understand ra thầy có một cái cụm đó chính là gì? Đó chính là chữ make cao. Đó chính là chữ hiểu nè. Được chưa? Make cao hoặc đồng nghĩa gì? Interpret là chữ hiểu luôn. Là do mấy đứa không chịu coi mấy video trước của thầy rồi cho nên giờ làm nói ra mấy cái này làm sao mà nhớ nổi. Bây giờ thì biết thầy make cao đồng nghĩa với interpret là hiểu. Thật ra chữ interpret nó có rất là nhiều nghĩa nha, chữ make cao cũng rất là nhiều nghĩa. Được chưa? Như hiện tại là cái nghĩa mà gần đồng nghĩa với understand thì chọn hai cái từ này make cao hoặc là interpret. Ví dụ như là những cái từ ngữ của anh ấy quá là cao siêu cho nên là I cannot make cao. Được chưa bạn? Tôi không thể hiểu. Được chưa? Đó. Thường mát cao thường đi theo với phủ thường đi theo với phủ định như mấy đứa mát cao thường ở trong thể phủ định được chưa, thường đi theo với thể phủ định được chưa. Còn chị hiểu là hiểu như thế nào, là kiểu như mấy đứa đã hiểu rồi, ví dụ như là cái gì cái gọi là những cái thông tin của nấy thì chúng tôi đã hiểu rồi được chưa, hoặc là chúng tôi hiểu cái thông tin ấy theo cách khác được chưa. I interpreted his idea được chưa with a different point of view. Được chưa? Đó, đó là mình hiểu theo một ý khác. Hiểu một vấn đề nào đó, theo một cái ý nào đó. Được chưa các bạn? Đó, à, cái hình như chữ interpret là thầy dạy các bạn trong cái phần mà thầy ôn từ vựng các bạn ôn thi đó. Và thầy nói luôn chữ interpret nó cũng xuất hiện trong đề thi thử vừa rồi của trường Phan Châu Châu nha. Đó, ok nha. Rồi, thì benefit đồng nghĩa với advantages. Nếu mà trái nghĩa từ gì mấy đứa? Trái nghĩa với nhược điểm là gì? Disadvantages và từ gì nữa? Nhớ nhớ giùm thầy cho thầy vui đi. Trái nghiệm đồng nghĩa từ gì nữa mấy đứa? Trái nghĩa từ gì nữa? Đồng nghĩa với draw gì? Draw gì? Đúng Drawback. rồi, draw back. Được chưa? Và thầy có gì? Ưu điểm lợi đi, ưu điểm nhược điểm là gì? Nguyên cộng đó chính là gì? The pro and À, gì pro and brand em? Pros and gì? Pros and cons. Pros and cons. Chờ đứa nào là pro and brand, đứa thì đọc tiếng Anh nó dở. Pros and cons đâu là trời. Pros and cons. Được chưa? Đó, học tôi đi rồi sau năm sau mày gọi là tôi mở lớp IELTS hay TOEIC là vô học tôi. Được chưa? Giờ tôi dạy phát âm, ui là trời, Broad and Con đứa nào giúp đọc á, Nhật hay là Bình đây? Nhật đúng không? Trời cha. Rồi, Bình đó hả? Rồi, tiếp tục câu số 51, thầy mời một bạn nè. Mời ai đây ta? Ai nãy gì chưa gọi tên ta? Em cũng 51 rồi thầy, Ủa? À 51 luôn rồi, ok em làm luôn đi. nhưng mà em không hiểu từ blues không thầy. Blue là một loại hình nhạc á. Vậy là blues là một Nhạc thể blue loại á. nhạc đến đến từ Nam Mỹ, nơi mà những người nô lệ ở đồn điền thường hát những bài hát thánh và những bài ca dao động. Em chọn câu C thầy. Câu C đúng rồi, đơn giản. Blue cái nhạc thầy trước giờ thầy chỉ nghe nhạc blue chứ thầy chẳng biết nhạc blue là nhạc gì mấy đó. Ok kệ nó đi. Được chưa? Blue là một cái hình thức nhạc, một cái loại nhạc mà nó đến từ đây, từ Nam Mỹ. Được chưa? Nơi mà nô lệ on plantation thầy có sự là plantation đó chính là sự gì đó, sự cánh gì? Plantation là gì? Thầy có plant là mình trồng trọt đó, và plantation là gì? Canh tác hả? À, sự canh tác hoặc là những cái khu đất mình trồng cây là gọi là đồn điền đúng rồi, vậy là đồn điền đi được chưa, đó những cái đồn điền bởi vì ở ở ở Nam gì đây ở Nam Mỹ á được chưa, ví dụ Mexico Brazil nè là người ta người Mỹ người ta sẽ xuống người ta sẽ xâm lược hoặc là người ta kiểu như là bóc lột nô lệ ở những cái nơi có canh tác được chưa, đó cho nên thầy có thể dịch plantation đó chính là gọi là đồn điền được chưa, hoặc là khu khu trồng cây khu đất trồng cây được các bạn, đó đồn điền hoặc khu đất trồng cây được chưa. Rồi hát những cái ca khúc spiritual là gì em, những cái khúc như nào mang tính gì đấy, thầy có spirit là gì và tính từ của spiritual là gì, ai đoán thầy coi, thầy có gì spirit là gì mấy đứa, chữ spirit là từ gì, Linh hồn. Tinh thần à, tinh thần hoặc linh hồn được chưa, vậy spiritual là gì, Tâm đoán linh thánh gì? cái gì nói thử thầy coi.
À, đúng bởi vì mình nó linh thiêng, nó liên quan tới gì gọi là thuộc về tinh thần, những ca khúc về tinh thần được chứ, hoặc là những ca khúc về lao động được chứ, là thúc đẩy tinh thần lớn được chứ các bạn, đó hoặc là liên quan tới tâm linh, ok ha, đó thì các bạn có thể viết vào, đó chính là chữ spirit, đó chính là gì, đó chính là linh hồn, linh hồn nếu là linh linh hồn thì đó chính là, đó chính là đồng nghĩa từ soul, linh hồn được chứ các bạn, đó soul là linh hồn, soul là còn là tâm hồn hoặc là linh hồn được chứ, đó tâm hồn ok ha, đó ok. Chữ linh hồn là cái gì trời, khổ ghê luôn á. Ok, họ là nghĩa đen của nó gì? Tinh thần. Được chưa? Spirit con mang nghĩa là gì? Tinh thần. Được chưa? Tinh thần. Đó, viết vào đi. Hoặc những cái gọi là thuộc về những cái mà tâm linh hoặc là những cái về tôn giáo đó mấy đứa. Được chưa? Thì cái này gì là tinh thần, những bài hát về tinh thần đi, bởi vì cái này là nô lệ mà. À, đúng rồi, thôi thầy viết là chữ slave bởi vì các bạn không biết slave gì, tinh thần đó. À lộn gì? Slave đó chính là nô lệ. Được chưa? Cái hai chữ came from là đến từ, có nguồn gốc từ. Được chưa? Đó, thì có day back là gì? Là có từ. Day back là có từ. Có từ. Được chưa? Vậy thôi đúng không? Trong cái bài mấy bài đọc ngay những buổi đầu tiên thầy dạy các bạn rồi, day back là có từ. Được chưa? Có từ nó thường đi theo với năm, có từ niên đại, được chưa, niên đại là năm đó các bạn, có từ niên đại gì đó, ok ha. Hết pin, sao hết pin nhanh dữ vậy trời. Thầy có stem from, các bạn biết luôn thầy, stem from gì, đó chính là do họ bởi, gây ra bởi, stem from đó chính là gì, gây ra bởi, được chưa. Đồng nghĩa từ gì mà gây ra bởi mấy đứa, đồng nghĩa từ gì, result gì mấy đứa, result gì nhớ không? Result from. Đúng rồi, result from. Được chưa? Gây ra bởi hoặc là xuất phát. Được chưa bạn? Hoặc là gì xuất phát đi. Thường cái này tiêu cực nha. Thường cái này thầy nghĩ là thường là sẽ tiêu cực, đồng nghĩa với result from, thầy dạy các bạn rồi. Vậy trái nghĩa với result from là gì? Đó chính là result in. Result in là gì? Là do, là kiểu như là gây ra. Đồng nghĩa với chữ cause đúng không các bạn? Được chưa? Gây ra đó. Được chưa? Stem from là gì? Đó chính là gây ra bởi, xuất phát. Được chưa? Đó. Còn kia là trực tiếp gây ra. Trái ngược nhau, hiểu không? Một cái là gây ra bởi, còn một cái là gây ra luôn. Được chưa? Ví dụ. Ví dụ nha, đó chính là cái gì? Kẹo nó sẽ dẫn đến. Được chưa? Kẹo nó sẽ gây ra sâu răng. Là gì đây? Candies. Candies. Candies cause hoặc là candy resort gì đây? Resort in. Được chưa? Sâu răng, sâu răng này thầy dạy các bạn rồi đúng không các bạn? Đó chính là tooth decay. Được chưa? Và thầy nói ngược lại, sâu răng là do kẹo hoặc là đồ ngọt. Hiểu các bạn? Đó là ví dụ đơn bạn dạng nhé. Thầy dùng gì? Result from hoặc là gì đấy? Hoặc là stem from. Được chưa? Gây ra bởi. Ổn ha? Và tới cùng originate in. Đó chính là gì? Đó là gì mấy đứa? Có gì? Có nguồn gốc từ. Originate in là có nguồn gốc từ. Được chưa? Đó, có nguồn gốc từ. Được chưa? Đó. Originate in có nguồn gốc từ và thầy có động từ đó, thầy có danh từ là gì mấy đứa? Danh từ là gì? Originate là động từ, thầy có origin, nhấn vô thứ nhất nha. Origin là danh từ là gì? Đó chính là nguồn gốc thôi. Đây là nguồn gốc. Nguồn gốc. Đồng nghĩa với cái từ gì mà nguồn gốc mấy đứa? Gốc gác của mấy đứa, được chứ? Gọi là rễ cội của mấy đứa, cội rễ của mấy đứa là từ gì? Từ gì mà gốc gốc mấy đứa? Gốc cây rồi đó là từ gì? Không nhớ à, là chữ root. Ở vậy rồi mà đúng không? Root là cái nguồn gốc hoặc là cái gọi là cái rễ của cái. Được á? Đó. Rễ, được chưa? Cái rễ là cái gốc đó, hiểu không? Rồi, vậy cái một khi mà cái root của một cái gì đó là một cái nguyên nhân. Được chưa? Họ đồng nghĩa với từ nguyên nhân. Được chưa? Mà một khi là nguyên nhân thì nó sẽ đồng nghĩa với từ cause. Được chưa? Đó, mấy đứa thấy có liên quan chưa? Đó. Cause, cái nguyên nhân. Cause động từ là gây ra, danh từ là nguyên nhân. Đó, viết ra một mớ rồi mấy đứa. À, đúng rồi, viết ra tính từ của origin là gì? Đó chính là original. Original. Các bạn nhớ original là tính từ. Nó vừa là tính từ vừa là danh từ nha. Được chưa? Danh từ nó là gì? Vậy sao?
Được chưa? Đó thì original là thuộc thuộc về cái gì đó gốc, được chưa? Đó, ví dụ thầy có gì đây? Original song, ví dụ như là cái bài hát này thì cái bài hát gốc của nó chính là từ đâu đó. Được chưa? Ví dụ thầy có original song. Được chưa? Original song, được chưa? Bài hát gốc. Được chưa? Đó. Thuộc về gốc, thuộc về nguồn gốc. Được chưa? Ví dụ như là ủa, mày ơi. Ví dụ như là thầy cho ví dụ coi là ví dụ như là à đúng rồi, cái bức tranh này. Bức tranh gốc của Mona Lisa đang đặt ở đâu? Thì thầy có gì? Original painting. Được chưa? Original painting, painting đó chính là bức họa đó các bạn. Được chưa? Để cái nguồn gốc của bức họa này ở đâu vậy? Được chưa? Đó hoặc là cái bức họa gốc, được chưa? Đây bức họa gốc của mẹ gì? Gì mẹ gì? Mona Lisa gì đó quên rồi. Đó là đang ở đâu? Được chưa? Original painting, hiểu chưa? Bởi vì bức tranh gì? Bức tranh gốc là chữ gốc đó là tính chất của bức tranh đó. Được chưa? Phải còn tính từ mà tính từ của nó là original. Hiểu được chưa? Ok ha. Rồi, kịp không? Kịp không? Có ai chưa kịp không? Đó, ổn ha. Trời ơi, uổng sầu ghê từ bận dạy rồi mà quên hết à. Rồi, tiếp tục câu số 52. Rồi, thầy mời Phương Trang với thầy Phương Trang ơi. Câu này đoán đi, đoán đi. Dissemination là nãy giờ dịch chưa? Chưa dịch Dạ hả? rồi là sự gieo rắc, sự phổ biến ạ. Ô cha mà, ô vậy cũng dịch luôn rồi hả? Ok, thì câu này phải chọn gì đây? Dạ, chọn D. Câu D, tại sao chọn D? Nó, em dịch nó ra là sự phân tán, sự gieo rắc mà. Đúng rồi, sự phân tán, sự rác là thì em dịch lại nó là một cái từ gì đó thì mình gọi là phân tán rồi sự gieo rắc thông tin ha, dịch lại thành gì nó gọi nó hay hơn đi, sự gì, sự phổ biến, được chứ? Đó, ok ha, sự phổ biến về thông tin thì em dịch tiếp này coi, dịch tiếp này coi. Sự phổ biến về thông tin thường Frequently là thường gì? Frequently là gì? Carry out, chữ carry out thầy dạy hoài mà cũng quên nữa hả? Trời ơi, carry out gì mới viết luôn á. Chơi đã dạo này sao dễ quên như ta? Được gì? được thực hiện Ồ. được đúng không? Được tiến hành. Được tiến hành hoặc được thực hiện ha. Đó, được thực hiện như đấy. Via là gì? Bây giờ là Dạo này Phương Trang bị sao rồi? Đúng không? Ủa thi được mấy điểm thầy quên rồi, 7, 75 đúng không? 28 điểm. bên Trời ơi sầu dễ sợ, buồn chưa, quá trời buồn luôn, làm ẩu á hả? Cảm thấy lần đầu tiên ngày hôm nay là thầy cảm thấy nha. Lớp mình á là lớp mình là lớp giờ lớp kiểu lúc lớp khá rồi mà làm ẩu. Còn mấy một số bạn lớp số 2 chỗ tụi nó là được 98 98 không mấy đứa. Ôi, là các bạn kiểu như là đang bị chủ quan, thầy cảm thấy hơi chủ quan đó cho nên cố gắng coi lại, coi kỹ lại nha. Rồi thì câu này là gì? Via mang nghĩa là gì mấy đứa? Via là gì? Ủa cả lớp không biết luôn hả? Wow. Thông qua. Set the line là gì? Set the line là gì? Vệ tinh. Rồi, vệ tinh. Được chưa? Và thầy có vệ tinh nhân tạo là gì Trang? Nhớ Artificial không? Artificial satellite, được chưa? Thầy có artificial là nhân tạo. Artificial, được chưa? Đó chính là nhân tạo. Được chưa? Nhân tạo nè. Ok, và vệ tinh nhân tạo là artificial satellite. Được chưa? Đó, ok ha. Thì câu này thầy dịch là gì? Đó chính là sự thầy có dissemination, đó chính là cái sự hồi nãy các bạn nói là sự gieo rắc hoặc là cái sự phổ biến. Được chưa? Thầy dịch là gì? Đó chính là sự lan truyền. Mình gieo rắc là mình đang lan truyền đó, hiểu không? Là chơi thì các bạn có thể viết là thầy dissemination là sự gieo rắc hoặc là sự lan truyền hoặc sự phổ biến, sự phổ biến thông tin, được chưa? Sự lưu truyền thông tin là gì? Là sự lưu truyền đi cho nó hay. Sự lưu truyền thông tin nó thường xuyên được thực hiện nhờ vào thông qua vệ tinh, được chưa? Nhờ vệ tinh gì đây, lại thu gì? Via satellite, được chưa? Nhờ vào những cái vệ tinh thông qua những gì, thông qua cái mạng lưới mạng lưới TV quốc gia hoặc là địa phương, được chưa các bạn? Đó thì câu này phải chọn thầy câu câu gì, câu câu D, được chưa các bạn? Đó, bởi vì có chữ dispose, cái từ này khó quá à. Từ này disposal, thật ra từ này nó khó. Được chưa? Cái câu này nó không ra đâu mấy đứa. Thôi biết nghĩa từ dissemination bây giờ còn thêm chữ A, B, D nghĩa là gì thôi bỏ đi mấy đứa.
thôi, mấy đứa nhớ một từ là được rồi. Bởi vì từ này là từ nó xuất hiện trong bài gì? Xuất hiện trong bài đọc tìm từ đồng nghĩa. Đó, ghê chưa, ghê chưa? Còn cái A thì dạy sau đi. Được chưa? Đó chính là cái sự tổng hợp hay là sự, đúng rồi, sự tổng hợp gì đó tính sau, hoặc là sự gom gì đó tính sau đi. Condensing là cũng bỏ luôn đi. Tính sau, condensing là kiểu như là sự cô đặc, sự cô đọng có tính sau. Được chưa? Còn dispersal đó chính là cái sự lan truyền đó mấy đứa. Được chưa? Sự phổ biến rồi đó. Rồi câu số 53 dạy rồi, dạy rồi. 53 thầy mời Bình nè. Dạ thầy, 53C. C thì chọn này, tại sao chọn C? Dạ thầy này đi. Exclusive là gì? Thuốc này. Exclusive mà thu hút đâu. Em dịch đi, em dịch đi. Cái này cũng khó ha. Được chưa? Thì là Exclusive thầy là gì mới đó? đi. Ủa thầy dạy các bạn chữ exclusive chứ? Đứa nào nhớ chữ exclusive phải không? Exclusive là gì? Chắc là thầy thầy quên thầy dạy Độc mấy. Đúng rồi, độc quyền, vậy là độc quyền. Được chưa? Độc quyền là như thế nào đó thì chọn thử nó coi, độc quyền là gì? quyền. D Đúng rồi, độc quyền thì nó sẽ giới hạn. Được, các bạn phải nhớ chữ exclusive là độc quyền. Được chưa? Đó, ví dụ như thầy nói là gì đây? Cái ví dụ như là quên tiêu rồi. Đó chính là cái dạy bộ thân đọc câu này đó chứ. This special offer, cái offer đặc biệt này nó chỉ độc quyền cho những độc giả, reader thì chỉ là đừng đọc là người đọc cái gì, độc giả, được chưa? Và cho những người độc giả của cái tạp chí này, được chưa? Phải là gì, độc quyền thì nó sẽ gì, giới hạn. Ít đúng không bạn? Độc quyền nó sẽ ít, được chưa? Thì các bạn biết rồi, đó chính là gì? Exclusive, đó chính là độc quyền nha, đây làm tính từ. Exclusive to someone. Được chưa? Độc quyền cho ai đó. Ok ha. Thì chọn limited. Đó chính là gọi là hạn chế, giới hạn. Và trái ngược với độc quyền là gì? Đó chính là ai cũng xài được, đúng không? Trái ngược với độc quyền là ai cũng xài được. Rồi kịp ha, thôi thầy viết ra đi để mấy lớp kia nó theo dõi. Exclusive độc quyền, đây là tính từ exclusive to độc quyền. Mấy từ này rất là dễ quên nghĩa nha mấy đứa. Rồi tiếp tục câu số 54 quá là dễ luôn. 54 55 một bạn làm để thầy luôn nè, thầy ơi đứa nào đây? Đứa nào xuống không? Đoan đi, đoan làm thầy hai câu luôn rồi đoan. Ủa đoan ơi. Dạ, Dạ. đến đọc. Ừ. D. Rồi, quá đơn giản, dịch thầy coi. Với những cái nguồn thôi thầy dịch luôn cho rẻ nè, với quá là nhiều những cái nguồn mà thiết kế hàng ngày nè, thiết kế là kiểu như ngày nào cũng được cập nhật nè, cái thiết kế ngày nào nó cũng có nè. Để chơi, how do you stay up to date with technology without spending too much time? Ủa câu này thầy hình như thầy làm rồi mà đúng không? Để chơi, là làm sao mà bạn có thể cập nhật được những cái gọi là technology là gì, những cái gì em? Công nghệ đúng không? Những Dạ cái công nghệ, làm sao để cập nhật được công nghệ mà không dành quá là nhiều thời gian cho nó. Được chưa? Đó, ổn ha. Đó thì câu này là gì? Stay update. Được chưa? Đây là một cái động từ, stay update. Được chưa? Thì phải get latest information, thầy có get latest information là gì em? dạ là nhận được cái nguồn thông tin gần nhất Được, hiện thông nay. tin là mới nhất, được chưa? Thầy có latest information, không có gì mà trễ nhất đâu nhỉ. Mới nhất các bạn viết vào latest đó chính là gì? Mới nhất. Được chưa? Mới nhất. Latest là mới nhất nha, mới nhất. Được chưa? Quá đơn giản ha. Rồi, thầy có thầy có up to date. Được chưa? Đó chính là thầy dạy rồi, đó chính là kiểu như là nó mới mẻ, nó hiện đại, họ lúc nào cũng cập nhật được thông tin, và thầy có động từ stay update. Được chưa? Thầy con số 55 làm rẹt rẹt cái thầy luôn đi em. 55 55 55 55 55 55. Làm luôn ý, làm luôn đoán. Thôi câu này, thôi làm luôn ý. Đoán. Ừ. Dạ thưa thầy là chọn có C. Câu C, được chưa? Thì event hồi nãy thầy dạy em nghĩ là gì?
Dạ là xuất hiện Xuất hiện, ra được đời. chưa? Đó, xuất hiện hoặc là sự ra đời. Được chưa? Thầy câu này dịch là gì? Báo chí thì là cái Medium, không phải là trung bình đâu em, gọi là trung gian. Được chưa? Medium thầy dịch là cái sự trung gian, là cái nơi trung gian. Cái nơi trung gian về visual là gì? dạ, trực quan Đúng rồi, trực kiểu quan. thu Visual hút là nhất. kiểu như là visual nó liên quan về mắt nha mấy đứa. Được chưa? Trực quan. Ok, đó, ok. Thì tạp chí đó chính là cái trung gian trực quan đầu tiên. Trước khi gì đây? Trước gì đấy? Trước cái sự ra đời của tivi. Trở ra đời của Rồi, TV. tivi. Được các bạn. À, trước khi cái sự gọi là cái invention, cái phát minh tivi. Được các bạn. Đó thì medium đó chính là các bạn viết vào đó chính là sự trung gian hoặc là cái bên trung gian. Được chưa? Đó. Hoặc là những cái đường gì sự đối với trường hợp thầy dịch là gì đó chính là cái phương tiện trực quan đi. Thầy dịch là cái phương tiện trực quan. Được chưa? Phương tiện trực quan là như thế nào? Thì mấy đứa coi gì tạp chí nè, báo chí nè, hoặc là tivi, mình coi bằng gì? Mình coi bằng mắt, đó là một cái những cái phương tiện mình sử dụng bằng mắt để mình coi đó. Được chưa? Nó gọi là mình gọi là visual medium, là cái phương tiện trực quan. Được chưa? Ổn ha. Trước khi thì chắc chắn là gì thầy bữa thầy dạy các bạn rồi, phương tiện truyền thông hiện tại là có gì? Báo chí, sách vở, rồi gọi là mạng xã hội, rồi mạng internet. Được chưa? Đó, nhưng mà trước khi mà gọi là tivi ra đời hay là mạng ra đời thì buộc là mấy đứa phải sử dụng gì? Báo chí. Báo chí đã có rất là lâu rồi đúng không? Đó, đó gọi là hồi xưa đã cũng đã có gọi là phương tiện, gọi là cũng là cái phương tiện truyền thông rồi. Được chưa? Đó. Thì câu này thầy chọn câu C. Advance, sự ra đời. Được chưa? Sự xuất hiện đồng nghĩa với arrival là sự đến. Được chưa? Hoặc là đồng nghĩa với chữ coming hồi nãy thầy dạy rồi. Ok ha. Rồi, còn một thôi ngày hôm nay mình học tới đây hả ta? Thôi, xử các bạn thôi những cái bài này. Thôi thôi bữa sau mình học đi. Bữa sau học. Tí nữa thầy sẽ gửi cho các bạn một cái video kia. Thì không biết là mấy đứa có còn thời gian mấy đứa coi không nữa. Thôi thầy cứ gửi đi ha. Thì mấy đứa làm hôm nay thứ mấy rồi? Thôi thôi cho mấy đứa ôn tập đi. Bữa tuần sau thứ hai thầy gửi cho các bạn coi nha. Thứ hai thầy gửi cho các bạn coi nha. Rồi, xong ngày hôm nay. Thật ra ngày hôm nay mình học không có nhiều, đúng không? Ngày hôm nay học chút xíu à. Bởi vì thầy dạy kỹ quá trời kỹ luôn, đúng không? Ngày hôm nay học được một bài đọc đục lỗ, rồi đọc rồi xử lý được mấy cái bài từ. Ủa sao hôm nay thầy dạy ít dữ ta? Dạy quá trời ít luôn á. Đúng không? Thôi thầy sẽ bù xong mấy đứa thêm, là kiểu như thầy gửi video các bạn làm thầy những bài quá khứ hoàn thành nha các bạn. Quá khứ hoàn thành mà ai chưa biết thôi các bạn làm trước thầy đi. Rồi thầy sẽ gửi video coi các bạn coi, hoặc là thầy gửi bài sửa cho các bạn để các bạn tốn gọi là tiết kiệm thời gian. Được chưa? Rồi ngày hôm nay học tới nhiều đây nha. Rồi.